Vâng, và sau đây em test con 890DG trước khi sản phẩm lên đường gửi cho anh Hưng ở thủ đất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con em mà gửi cô bác nha. Đây, cô dán tem chữ O trên là sản phẩm. Đây, phía trên. 890DG thì những dòng này em phân phối cho các hàng nội địa Nhật, điện 100V. Hàng đẹp nha, các hàng tuyến nha. Chờ tí, nhớ là đi cái cạch là mình mở nha. Ok đó. Đấy. Đặc trưng dòng 890DG rất là mạnh, là phiên bản nâng cấp của con 890D nha các bác. Nó nâng cấp âm sắc một tí thôi, còn ghi âm sắc thì 890D và 890DG nó cũng trên nhau khoảng 9 với 10 nha các bác. Mà 890DG thì nó là mạch vàng gold nên là trưng bày rất là đẹp. Đây lo nét này các bác, để trưng những cái dòng này lo nét nó rất là mạnh nên các bác chơi con này những dòng vào những bát 40 là căng đét thôi mà. Đấy, chép lên này, chép lên đấy, đấy còn không chép này à, tối đây là cầu chuyển loa AB, đây là phần digital, phần chuyển đổi CD, cổng chuyển đổi CD, cầu red muting ba lăng đấy, bên trái hát phải hát. Rồi em dừng video, làm video để sản phẩm bác viết lên đường. Tao bạn như Như Quỳnh. Như Quỳnh hả?